Đầu năm Quý Mão, một số cận thủ câu tôm trên sông Hậu, đoạn gần xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, bắt đầu trở lại với nghề mưu sinh. Ghi nhận vào chiều ngày 24 tháng 1, tức mùng 3 Tết Nguyên Đán, khu vực gần bè nuôi cá trên sông Hậu, đoạn gần xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, là nơi ông Trần Thanh Thái, ngụ phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, cùng vài cận thủ khác trảo xuồng tìm điểm câu tôm. Hôm nay là mấy ngày Tết thì người ta đi ăn Tết, Tết câu của tôi thì ở nhà nó bức đứt, cho nên tôi đi câu vừa kiếm tiền vừa thu cái thu nhập. Tôi câu tôm năm nay là khoảng 21-22 năm trước. Đi câu là đi câu vui chơi thôi, nhưng sau này câu kinh tế để nuôi vợ nuôi con. Bữa nay thì tôm đang yếu hơn mọi khi dữ lắm. Mỗi khi là giờ này là tầm cỡ 1 kg rồi đó. Còn giờ này là khoảng chừng 600-700 gram tôm mà. Nó ít hơn mỗi năm nhiều lắm. Theo ông Thái, số tôm mà ông câu được trên sông đang ít dần so với trước đây. Thường mỗi ngày ông câu được hơn 1 kg tôm, có ngày được vài trăm gram. Tùy vào tôm lớn hay nhỏ, mỗi ký tôm mà ông Thái câu được người khác mua lại với giá từ khoảng 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Trừ tiền mua mồi câu tôm và tiền xăng, ông Thái cũng đủ để đắp đổi mua sinh qua ngày. Này còn kiếm mới nữa rồi.